Kết quả Fiorentina 1-2 Inter, Nerazzurri vô địch Coppa Italia. Ở trận chung kết Coppa Italia giữa Fiorentina vs Inter, cú đúp của tiền đạo Lautaro Martinez đã giúp Inter lội ngược dòng hạ Fiorentina 2-1. Qua đó bảo vệ thành công chức vô địch. Bàn thắng Fiorentina, Gonzalez, 3. Inter Milan, Martinez, 29, 37. Ngay phút thứ 3, Fiorentina đã ghi bàn mở tỷ số nhờ công của tiền vệ Nicolas Gonzalez sau cú sút trận thành chuẩn xác trong vòng cấm. Bị dội gáo nước lạnh, Inter vùng lên mạnh mẽ, và phút 29, tiền đạo Lautaro Martinez tỏa sáng gỡ hòa 1-1. Tinh thần hừng hực sau bàn quân bình tỷ số, Inter tràn lên tấn công và chưa đầy 10 phút sau, lại là Martinez điền tên lên bảng điện tử với pha bóng băng vào dứt điểm quyết đoán trong khu cấm địa đưa Inter vượt lên dẫn 2-1. Ở quãng thời gian còn lại, Inter trở lại với miếng đánh quen thuộc, đó là phòng ngự chặt nhằm bảo toàn thành quả. Fiorentina dù rất cố gắng song đành bất lực trước hàng thủ kín kẽ của Nerazzurri. Chung cuộc, Inter hạ Fiorentina 2-1 để mùa thứ hai liên tiếp vô địch Coppa Italia. Chiếc cúp này một lần nữa cho thấy sự đáng sợ của thầy trò Simone Inzaghi. Nhìn theo hướng nào đó, đây chẳng khác nào lời cảnh báo với Man City trước trận chung kết Champions League vào tháng 6 tới. Trước mắt, Inter còn hai trận cuối tại Serie A, lần lượt gặp Atalanta và Torino rồi chuẩn bị cho màn đại chiến với Man City ở Champions League. Sau những gì mà Martinez cùng các đồng đội đã thể hiện, tập thể này không thể xem thường. Đội hình thi đấu: Fiorentina, Terracino, Yodo, Terzic 82, Milenkovic, Martinez, Ranieri 70, Berragi, Castrovin, Mandragora 60, Amabat, Jovic 70, Gonzalez, Bonaventu, Icon, Sutin 60, Cabran. Inter Milan, Handanovic, Darmian, Acerbi, Bastoni, Jevic 58, Dumfries, Barel, Brozovic, Calangon, Galiadin 84, Di Marco, Gosens 68, Dzeko, Lukaku 58, Martinez, Correa 84. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.